Hello anh em nhá, thì nhiều anh em cứ hỏi mình cái địa chỉ mình ở đâu ấy, vì là mình không thể trả lời comment của các bạn được, trả lời thì sẽ bị vi phạm cộng đồng, thế cho nên mình làm hẳn một cái video riêng, mình gắn đường link trên tường thì mọi người vào xem thì mình sẽ đọc rõ thông tin cửa hàng của mình nhá. Địa chỉ của mình là ở 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đem ra quay cho mọi người xem ra đường anh chị hướng dẫn mọi người đi luôn nhá. Thì cửa hàng của mình là cạnh ngã tư luôn đây. Bên tay trái của mình nó là cầu Trương Dương, cái này nó cầu Trương Dương nhá. Còn bên này gọi là cầu Long Biên, bên tay phải là cầu Long Biên cạnh ngã tư nhá. Nhưng mà các bạn đi ra đến ngã tư này các bạn chỉ cần đi lên trên trên này một tí, đó là cửa khẩu Phúc Tân đây nhá. Các bạn chỉ cần đâm thẳng cửa khẩu Phúc Tân vào ngã tư này đến nhà mình luôn, cách một nhà hiệu thuốc là đến cửa hàng mình nhá. Thì đây cửa hàng mình nó là 95 Phúc Tân nhá. Còn các bạn thích đặt hàng, các bạn ở xa ấy, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho bên mình qua số điện thoại 0565888499, 0962615618 hoặc 0912555912. Còn riêng số Zalo là số khác nha, là số 0566888499. Còn bây giờ mình sẽ vẽ luôn sơ đồ cho mọi người xem, mọi người dễ hình dung ra nhá. Em ra cho anh vẽ. Đây nhá. Đây là cầu Trương Dương nhá. Đây là cầu Trương Dương các bạn nhá. Cầu Trương Dương. Thì bên này là Long Biên, đây là Long Biên này. Bên này là bên ngoại thành đấy nhá, đây là Long Biên này. Còn bên này bên nội thành nhá, bên này bên Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm này. Đấy. Thì đây khi các bạn đi qua cầu Trương Dương thì các bạn có một cái lối rẽ tay phải, bạn rẽ xuống luôn. Thì đâm xuống đây là cửa khẩu Phúc Tân nhá. Chỗ này là cửa khẩu Phúc Tân này. Cửa khẩu Phúc Tân. Phúc Tân nhá. Đấy, bạn đi thẳng vào đây thì đến đoạn này ngã tư Thanh Yên nhá, ngã tư Thanh Yên. Thanh Yên. Đấy thì cửa hàng mình cách một nhà nó là ngã tư gọi là 95 Phúc Tân. Còn trên này, bên này thì nó là cầu Long Biên nhá. Đây. Đây là cầu Long Biên. Cầu Long Biên. Biên. Đấy và chỗ này có sẽ có chợ Long Biên này. Đây là chợ Long Biên ở đây này. Chợ Long Biên ở đây nhá, chợ Long Biên. Đấy. Còn bên này thì là Hồ Hoàn Kiếm này, nhưng bên này là phố cổ, còn nó bình ở bên này. Đấy thì các bạn chỉ cần, nếu các bạn ở khu vực đi qua cầu Trương Dương nhá, các bạn chỉ cần đi qua cầu Trương Dương cái có lối rẽ tay phải, các bạn xuống, xong có cửa khẩu bên tay phải, các bạn sẽ vào luôn là đến, rất là gần. Các bạn ở nội thành thì các bạn chỉ cần trách đến chợ Long Biên, bến xe Long Biên nó cũng ở đây nhá, bến xe Long Biên nó cũng ở đây. Đấy, nói chung là cửa hàng mình ở giữa cầu Long Biên và cầu Trương Dương, nhưng nó bên nội thành, cực kỳ dễ tìm nhá. Và các bạn chú ý này, chúng mình riêng số Zalo là số 056688499 nhá, tứ quý 9, đây là số Zalo của mình. Còn các bạn gọi đặt hàng nhá thì gọi qua số này 0565, các bạn chú ý nhá, khác nhau một tí đó. 88 tứ quý 9 nhá. Hoặc 0912555912 hoặc 0962615618. Thì tất cả các thông tin này các bạn gọi bên mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, bởi vì thông tin này thông tin chuẩn xác 100% nhé. Số đầu tiên là số Zalo, còn ba số còn lại là ba số hotline để bên mình trả lời trực tiếp. Còn số trên thì các bạn gọi nhiều khi nó là số mình cũng không kiểu không nhấc máy thường xuyên được nhá, bởi vì mình bận có gì đâu. Đấy, mình cũng không ai để số Zalo cho nhân viên cầm trực thường xuyên. Đấy, và bên mình có ship code toàn quốc, nên mọi người yên tâm, mọi người ở xa thì các bạn cứ liên hệ cho mình ba số hotline. Và bên mình quay video ấy, thường thường chỉ quay qua điện thoại thôi. Mọi người muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo, bên mình sẽ chụp ảnh gửi cho các bạn. Các bạn xem chi tiết ưng thì các bạn đấy nhá. Còn lần nữa chỉ lại này. Bên này, đây quay ra đây. Bên này là Long Biên, bên ngoại thành nhá. Các bạn từ Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Linh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Linh, Hưng Yên. Đấy, đi sang đi qua cầu Trương Dương một cái. Thì có bên tay phải, bạn vòng xuống bên tay phải luôn. Chỗ này có đảo Xuyến đúng không? Đảo Xuyến thì các bạn không được đi đảo Xuyến, bạn vòng luôn tay phải. Chúng ta phải cái có cửa khẩu luôn, gọi là cái ngõ đi, dễ thẳng vào mình ở ngay ngã tư trong. Còn đường này là đường Hồng Hà nhé, đường này là đường Hồng Hà. Đấy. Đấy thì đi thẳng đường Hồng Hà đến lên đây là cầu Long Biên. Thì bạn đi qua cầu Long Biên thì các bạn đi cầu Long Biên thì nó hơi lòng vòng, mình khuyến cáo các bạn là đi cầu Trương Dương hơn, mặc dù khoảng cách giữa hai cầu là bằng nhau, nhưng đi cầu Long Biên lại đi sang bên đằng này nó vòng lại, nó rất là lằng nhằng. Đấy, các bạn chú ý một điều như vậy nhá. 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ok anh em nhá.